Hello my friend. And welcome to the game. Upon this rock, phía bên trên ngọn đá này my friend, hay là phía sau ngọn đá này gì đó. Ok. Who am I? Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi là Dũng. Đây là biển. Anh bạn nào nằm đây biết. Nghe tiếng chim bồ câu kêu ss ngoài kia my friend. Ok, đây lắm bồ câu phết. Xem cái gì đây. Tôi dám nói rằng tôi không thể rủ bỏ được cái cảm giác rằng tôi đang bị theo dõi. Cứ mỗi khi mà tôi nhìn mắt về hướng đại dương xa xôi kia, tôi cảm giác như có một thứ gì đó ngoài kia đang chờ đợi tôi. Và tôi đã bắt đầu nhìn thấy những cái thứ ở dưới dòng nước đó, những cái hình thù và những cái bóng mà đáng lý ra nó không được ở đó. Tôi biết rằng tôi phải rời khỏi nơi này. Vậy mà tôi dường như không thể khởi hành được. Ánh sáng của ngọn hải đăng chính là căn nhà của tôi. Và nó cũng chính là nhà tù của tôi. Mở ngoặc kép ba chấm. Và ở phía bên trên ngọn đá này, tôi xây cho mình một cái nhà thờ. Và với tất cả những sức mạnh của quỷ dữ cũng không thể nào đánh bại được nó, my friend. Matthew vào lúc 4 giờ chiều 18 phút, my friend. Vậy đây chắc là Matthew hả? Ok. Đùa chứ mình có thể lên thuyền lượn cả đây được không? Chắc là không. Không có bồ câu đâu sao mình thấy ta? Nghe nó kêu SS chứ không thấy nó đâu hết. Quay quát cái gì kia? Giống như ai đang gọi đèn tìm mình như mấy phải đấy. Thấy đèn nó di chuyển mà. Không biết. Đó. Ngọn này đăng nào mà lùn vậy? Giống như ai đang cầm đèn pin tìm mình á. Chạy lại coi thử ấy. Sao nó gừ gừ vậy? Giống như mấy friend đang tìm mình. Mình bảo Dũng ơi, về stream đi Dũng ơi. Nhưng mà trời lạnh lắm, mấy friend làm clip thôi. Xịt con người thật kìa. Hello, phải mấy friend không? Đừng có gọi đèn vào mặt người khác như vậy, bất lịch sự mấy friend. Bắt tay cái ấy. Jeez, wow 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 wow. Sao nó dân dí mình vậy? Ý là mấy fan dí thì mình chạy thôi chứ. Còn mấy fan chạy là mình dí, ok. Đó là cái quy luật của mình. Quy tắc của mình xưa nay là vậy. Chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại nhé mấy fan. Mấy là có chạy được mấy. Cái gì 1 trên 5 trang nhật ký được tìm thấy mấy fan. Không lên được đây à? Oh shit, nổi da gà quá. Ủa đây con người mà. Đâu phải quái vật đâu mà sao lại phát âm ghê vậy. Có gì hot, có gì hot. À à, bị lụi hai nhát vào lưng rồi mấy friend, nghe phập phập. Ok. Who am I? Bị đâm phát bất mất trí nhớ mấy friend. Vậy là mình phải tìm 5 trang giấy này đúng không? Ít chuyện nhỏ. Vừa tránh mặt mấy friend vừa tìm 5 tờ giấy hả? Đó là nghề của mình rồi, ok. Chẳng qua này mình không biết đó là ai thôi. Mình tò mò xem thử. Xem mà lại gần đó họ có cho cái gì không. Cho một chiếc xe máy chẳng hạn. Đó, nó cũng là một cái khả năng my friend. Không lại gần thì không biết thì làm sao ấy được. Phải thử mới biết được chứ. Yeah, để cho mấy fan nó kiếm mình bên đó để mình lượn qua bên này. Trong này chắc chắn phải có một tờ giấy này. Nhạc hay quá ấy. Hy vọng là không có ai ở nhà. Nhanh lên như mấy friend nó về. Yes. Tôi đã có những giấc mơ về cái biển cả mỗi đêm. Trong giấc mơ đó, tôi là một cái sinh vật của cái đại dương. Tôi bơi dưới dòng nước, lặn sâu dưới những dòng nước. Và khi tôi thức dậy, tôi cảm giác như tôi đang bị nghẹt thở. Tôi không thể rũ bỏ được cái cảm giác rằng tôi thuộc về ở dòng nước, chứ không phải là trên cạn. Người tiên cá. Nhạc gì ghê quá vậy? Ra được ngoài kia không ta? Ngoài này đăng ấy. Yo, cái gì đó? Mình kia có cái gì sáng sáng xanh xanh nè mấy friend.
mà không có đèn pin thì chắc không phải là mấy friend đâu, để mình lại đó thử. Có thể là có một tờ giấy ở đó. Cái gì trời, nào mình không xử lý được cái hình ảnh này mấy friend. Cây thông Noel không phải. Oh, nàng tiên cá. Hello. Ủa, nàng tiên cá đang ăn cá mấy friend. Tôi đã bắt đầu nhìn thấy những cái thứ ở trên bờ biển, những cái sinh vật mà đáng lấy ra không thể nào tồn tại được. Một nửa người, một nửa cá my friend. Chả phải là nàng tiên cá hay với lại người tiên cá. Nhân vật kém các bạn chưa thấy, chứ mình coi nhiều phim hoạt hình Disney, mình thấy cái thể loại này nhiều rồi, thấy cái loài này nhiều rồi. Ok, nhưng mà những cái sinh vật này có những cái cơ thể tay chân nó bị gọi là uốn éo my friend, bị lươn lẹo. Và có những cái cục lồi lõm trên cơ thể của nó. Bọn nó đang cầu hả? Bọn nó đang hát một cái bài hát gì đó mà giống như là muốn tôi tham gia với bọn nó vào trong đại dương, nhưng tôi cố gắng từ chối bọn nó. Vậy mà cái tiếng gọi là cầu nguyện của tụi nó càng ngày càng to hơn và càng ngày càng dữ dội hơn. Tôi biết, tôi không biết rằng liệu tôi có thể chống lại được cái sự cám dỗ này bao lâu nữa. Thomas ngày hôm nay đã say xỉn vào buổi sáng và hắn ta đã mặc bộ đồ lặn của hắn ta vào và lao xuống đại dương để chứng tỏ cho tôi biết rằng tôi mới là một gà điên. Chúng ta sẽ xem thử ai mới là gà điên ở đây. Thomas bảo là những cái thứ này không có thật, Beveran. Cho nên là mặc đồ lặn và xuống để chứng minh. Ok, Thomas về cho biết, chắc đi luôn rồi. Ủa sao có đèn pin ở đây vậy? Đừng đùa mình vậy chứ. Shit. Đừng để nó thấy mình, nó thấy mình chạy không được đâu. Yes. Oh no. Nó thấy mình rồi. À, chưa. May mắn quá. Ai chà, tiếng nước trôi nghe thật là relax my friend. Mặc dù biết đây là game kinh dị nhưng mà. Ủa cái gì đấy? Giống con mực vậy. Thuyền thằng nào chìm đây? Tôi cảm giác giống như rằng tôi cũng đang bắt đầu cầu nguyện. Da của tôi thì càng ngày càng dày hơn và những ngón tay của tôi đang bắt đầu liền lại với nhau my friend, giống như chân ếch ấy, chân vịt ấy. Tôi có thể cảm giác như một cái thứ gì đó đang mọc ở sau lưng tôi. Ok. Và tôi có thể tôi biết rằng là cái điều này không thể nào xảy ra được, vậy mà tôi không thể rũ bỏ được cái cảm giác rằng tôi đang biến thành một trong số những cái sinh vật mà tôi đã nhìn thấy trên bờ biển. Tôi đang rất sợ hãi về những cái thứ mà tôi đang trở thành. Snyder và những thủy thủ khác đã nhìn thấy bàn tay của tôi ngày hôm qua và bọn họ rất là sợ hãi. Bây giờ những cái thứ what, bây giờ họ đang ám ảnh tôi một cách không ngừng my friend. Là sao họ ám ảnh tôi? Là ai ám ảnh? Người bị ám ảnh đây là Snyder với lại những người thủy thủ khác chứ. Họ đang muốn đốt thằng này. 4-5 này my friend, sắp hết game rồi đấy. Nhìn là biết chỗ này có một tờ giấy nữa là hết game này. Dân làng đang tìm mình kìa kìa. À, mình hiểu rồi. Mấy đó là mấy người đấy. Này, mình thấy rồi mà. Mấy người đang tìm mình đấy, my friend. Đang đòi thịt mình đấy. Tại vì tay mình bây giờ nhìn như tay vịt. Da mình như da cá. Lưng mình bây giờ chắc đã có vây rồi. Sao bọn này đang này cao quá vậy? Yes, hết game. Trước khi hết game cùng nhau nhìn lại xem. Đứa sinh ở này đang ngu thế. Phải có chỗ để cho người ta nhìn view ra chứ. View bờ sông, bờ hồ, bờ biển các kiểu chứ. Tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Những cái sinh vật này đang kêu gọi tôi gọi là liên tục bây giờ. Và tôi không thể kháng cự được nữa. Tối ngày hôm nay tôi sẽ leo lên xuồng của mình và tôi sẽ tham gia bọn nó ở dưới cái đại dương để tôi có thể đón nhận được cái bản năng thực sự của tôi. Cái con người thực sự của tôi đấy. Tôi biết rằng nghe nó hơi điên một chút. Vậy nhưng mà tôi không thể chiến đấu lại lâu hơn được nữa.
Tôi không thể kháng cự lại được nữa. Samuel Ataquin, my friend, ở ngọn hải đăng. Người canh giữ của chợ Rip gì đó. Nói chung là mình là Samuel, my friend. Vậy đây, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống gọi là địa ngục đen sâu thẳm. Và ở trong cái hang ổ của Deep One, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thấy những cái thứ vĩ đại và những thứ tuyệt vời mãi mãi, my friend. HP Lovecraft. Wait, what? Lovecraft? Hình như cái ông này nổi tiếng lắm nè, chuyên gọi là viết là những cuốn truyện kinh dị như sao. Có nhiều game với lại nhiều đồ này nọ, phim này vậy. Dựa theo Lovecraft gì ông nội nó này, mình biết. Mình nhớ là có một game VR nó bảo dựa trên tiểu thuyết của hay cái gì đó của Lovecraft. I don't know. Có vẻ như hết game lắm, my friend. Một game kinh dị ngắn, nói chung là theo kiểu kể chuyện, ok. Sao máy mình đứng để biết. Máy của mình đi theo ấy rồi. Máy của mình xuống đại dương sâu thẳm này, my friend. Xuống hố đen, xuống địa ngục vô tận này. May mà mình vẫn ngồi nói chuyện với mấy friend được. Ok. Ok. Và sẽ có một vài friend gọi là không thích cái kiểu game như thế này. Mấy friend thích mấy game lại có truy đuổi, có rượt bắn, rồi lại có la hét, rồi có máu me các kiểu. Nhưng mà nah. Đó là gu của mấy friend. Từ từ mấy friend sẽ thay đổi thôi. Ok. Khi mấy friend trưởng thành hơn, mấy friend sẽ bắt đầu thích những cái thứ nó gọi là trầm lặng, mấy friend. Những cái thứ đáng để suy ngẫm như vậy. À lộn, như thế này chứ nhầm. Mình thấy game này cũng đẹp. Nói chung là một câu chuyện cũng khá là ba chấm, my friend. Có ám ảnh không ta? Thì không biết, do chắc chơi nhiều game có nên là mình thấy cũng hay, my friend. Cũng được. Đặc biệt là dựa thêm lớp grab cho nên là cuộc sống mà nó phải như vậy chứ. Nó phải như thế này, như thế kia, my friend. Đâu phải cái lúc nào nó cũng phải dữ dội. Đâu phải lúc nào nó cũng phải máu me. Nó phải đầy cảnh hành động kịch tính, my friend. Đôi khi nó nên trầm lặng một chút. Nó nên có một câu chuyện gì đó để cho mọi người cùng suy nghiệm. Ok, cảm ơn mấy bạn đã theo dõi. Ok, chúc mấy bạn một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye, see you again. Psst.